Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Diêu không à, stream. Ê. Ủa, team mình hôm nay chơi lớn các bạn ạ. Chơi méo gì hai mà tiệc bãi biển thế này, cái gì lữ bố tiệc bãi biển này. Đấy, còn thêm crazy tiệc bãi biển nữa cơ. Gặp thêm bé Diêu hóng có tờ Diêu nữa thì là chết luôn à. Hôm nay mình sẽ chơi về vị tướng Diêu với trang phục gì đây nhỉ? Dung Nham nha các bạn. Một trang phục bậc S khá là đẹp của vị tướng Diêu. Trước đây mình rất là thích cái trang phục này và bây giờ mình cũng thích như ngày xưa thôi. Không có gì khó khác thay đổi đâu các bạn ơi. Diêu thì trang phục đẹp thì mình thấy nó đây là cái trang phục là cực kỳ đẹp luôn đấy. Tuy chỉ có trang phục bậc S thôi nhưng mà nhìn nó phê vãi luôn đấy các bạn ạ. Hôm nay đối đầu với cả mình thì chính là vị tướng là gì đấy? Rocker á? Tên gì kia? Tạm biệt em yêu à? Tạm biệt em yêu đi nha. Tạm biệt em yêu nha. Đấy ý hát là như vậy đấy các bạn. Đi rừng thì với vị tướng Diêu thì nó không còn quá xa lạ rồi. Nhưng mà dạo gần đây thì mình thấy tương đối ít thấy bóng dáng bé Diêu cute ở trong đầu rank. Không phải là không có mà là ít các bạn ạ. Ít có nghĩa là lâu lâu mới gặp hoặc là kiểu như là hiếm hiếm lắm mới có một trận đấu gặp Diêu ấy. Vì thế nên hôm nay mình quyết định làm clip về vị tướng Diêu cho các bạn xem trên cái nick anh Hảo TV. Cái nick này thì trước đây mình hay lấy để livestream với các bạn. Nhưng mà dạo gần đây thì mình đã tạm dừng cái khung giờ livestream cũng như là mình đã tạm dừng livestream được cũng phải được nửa tháng nay rồi. Để mình đang chuẩn bị cho dự án mới của mình. Vì thế nên nick này vẫn chưa lên được cao thủ các bạn ạ. Từ 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 rồi lên sao đúng không? Các bạn lo cái gì đúng không? Chiu. Lâu lâu vào nó chém cái coi nick này thì có nhiều trang phục phết. Cái nick mà nhiều trang phục nhất của mình thì chắc có lẽ là cái nick anh Hảo các bạn. Trang phục hầu như tướng nào cũng có trang phục rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái nick đấy là mình lại rất là ít chơi. Có đó có thể nói là mình làm miếng chơi cái nick đấy các bạn. Tại vì khi mà mình chơi nick đấy là nó mất tự nhiên đi. Tại vì người ta nhìn người khác người ta bảo anh Hảo kìa, ui dồi ôi, nó cứ chát chít cho hài luôn á. 10 trận thì 9 trận là gặp rồi đó. Mình khẳng định với các bạn luôn, 10 trận là 9 trận gặp luôn. Như thế nên mình để đến cuối trận ấy. Chết mày nè, chết nè, lao nháo nè, nổ cho phát vào mông nè. Bật tốc hành mày chạy nhanh cái gì, một giây nữa là một cho bạn gọi là sấp mặt ngay. Mình để đến cuối mùa, tầm một tháng cuối mùa mình chơi gọi là vài ngày nó lên cao thủ cho nó nhanh. Đó chứ bây giờ vào cứ các bạn cứ chát chi hoài. Cảm giác nó không có hấp dẫn cho trận đấu cho lắm. Khó chẻo đúng không các bạn? Áp lực vãi luôn đi. Từ từ nha, chiu. Chiu thì mình thấy vị tướng này cũng không phải là quá khó chơi. Mà nó cũng không phải là dễ chơi. Nó cũng thực dạng là nếu các bạn chơi nhiều thì nó cũng dễ. Tùy theo các bạn thời gian chơi thôi. Chơi càng nhiều thì nó càng dễ. Mình phải ra mình xử lý cái con tướng này. Ô bé râu cơ làm gì đây? Ui giời ơi, bé râu cơ, bé đứng trong đấy là bé hết hồn. Trời ơi là trời, nó mất chiêu cuối rồi. Râu cơ các bạn mất chiêu cuối rồi các bạn. Mất chiêu cuối rồi, nó có về không đây? Chiêu cuối của râu cơ nó hồi lâu hơn cái chiêu cuối của mình. Chiêu cuối của mình bây giờ các bạn thấy không? Còn có 10 giây nữa à? 10 giây nữa à? Này bay vào, không có ai à? Này thì bay vào, này râu cơ, sao nó lại tạo một cái lớp giáp bây giờ? Chắc là cái con zip nó hút đi sao ấy. Ăn dòng cái cậu ơi. Dòng này kệ nó. Tem mình ở đây đông mà. Râu cơ nó không có chiêu cuối đâu, đừng có sợ. Nó không có chiêu cuối đâu. Cho nó ăn dòng trước. Mình có chừng chìa đây, ăn dòng trước bạn ơi. Đang chờ rồi, ok, có dòng rồi. Ui, choáng à. Ấy á. Wow! Mà ra tem nó cơ được cấp 4 rồi kìa. Ui, khó chịu đấy nhờ. Trong bài có chiêu cuối đây. Hãy xem ra đây. Chiêu. Ôi giời, ngon rồi. Lại ăn được ba kill rồi, mồm rồi. Phê quá. Bốn mạng luôn hả? Ngon vậy. Ủa, 3 kill đó chính là một mạng ở trên đường tà thần chứ nhở. Tính ra là tem mình ăn được 3 mạng ở đường trên. Mình ăn được một mạng và văn heo quốc cho 2 mạng luôn. Ngon rồi, đợt này ấm rồi. Thơm lừng. Lên cho nó đôi giày cùi đã nha các bạn. Mày hả bưởi. Chết nè. Sư này. Láo nháo hả bưởi. Bây giờ làm sao bây giờ? Mày hả bưởi. Yena, mình sẽ tấn công Yena luôn nha các bạn. Cái chiêu cuối của mình sẽ bị câm lặng là hết chạy luôn, hết chạy là hết đời luôn. Ui, nhanh tay thế nhờ. Á đủ, ma ra làm gì đấy?
Cái con thứ Mazda này nó khá là khó chịu nếu như các bạn gọi là kiểu giống như là biết chơi ấy, nó rất là bá đạo luôn. Nhưng mà mình chơi con đấy không được các bạn ạ. Mình chơi nó kiểu giống như là nó cứ tù tù làm sao ấy. Cảm giác của mình chơi tướng Mazda nó rất là tù. Chắc có lẽ là mình không phải hợp với cái vị tướng đấy. Mình hợp với những con tướng mà ở bên dưới chân nó không có hàng nóng cơ. Đấy, nó kiểu giống như là chỉ là một cái làn hư gió bay vào và hư vô. Đấy, quái. Các bạn đang xem clip của mình, đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nhá. Úi giời, đâu cơ bản chưa cuối lao vào tấn công quan heo. Hình như là chưa tấn công được hay sao các bạn ạ. Không được, mình tới đây các bạn ơi. Mình tới đây các bạn ơi, đừng có sợ các bạn ơi. Kìa, hàng về kìa. Ok, con dê này, ê, zip chạy đâu bạn ơi, zip chạy đâu. Ôi, tự tử à. Ô, bay lúa nhở. Tự dưng lại tự tử à. Xàm xí, vô lý quá. Ủa, cái pha đấy, cái con... Sao, mình tự nhiên mình ăn được 3 mạng, mình không biết luôn các bạn ơi. Tự dưng là mình thấy zip nó lao vào. Ủa, cái pha đấy là... Mình tưởng là rông cơ đem bạn nó chạy về được rồi chứ nhở. Ủa là sao ta, tí phải xem lại cái clip này. Pha đấy nó hơi bị ảo tung hết cả con chảo các bạn ạ. Quà cứ bùi xanh luôn bạn ơi. Đúng rồi, cứ bùi xanh luôn. Bạn ăn được thì bạn ăn, mà bạn không ăn được thì mình ăn. Đấy, bạn không ăn thì mình ăn nè. Nhằm những cái pha đi cướp với các bạn, đồng đội mình nó vào nó ăn bùi xanh thì cứ cho nó ăn luôn nha các bạn. Không phải gì phải giành giật chừng trị làm gì đâu nha. Nhưng mà nếu có chừng trị thì mình cứ chừng trị thôi. Chơi nó. Ôi trời ơi, cái chữ cuối của mình không kịp làm gì mà bạn ấy đã chết luôn rồi à. Giờ mình sẽ lên cho nó cái chữ bùng nổ nha các bạn. Nếu như các bạn muốn diêu mạnh thì phải lên chữ bùng nổ nó mới bá đạo được. Nhiều người thấy mấy bạn ấy không thích lên chữ bùng nổ cho mình đứng diêu đâu. Mình thấy cái chữ bùng nổ là cần thiết mà. Tại vì chữ bùng nổ nó rất là cần thiết cho những vị tướng pháp sư. Cái nội tại của nó rất là bá đạo luôn các bạn ạ. Ăn được con dơi. Hello baby. Náo nháo lại lao vào với chiêu cuối đến từ vị tướng diêu này. Vâng, mà ra thì bạn cũng đã bật chiêu cuối rồi. Bạn ấy còn tích cù nhây à. Mình đang cố gắng gọi là hạ gục vị tướng mà ra trong vòng một nốt nhạc. Nhưng mà đó một cái sự tính toán không có quá là hiệu quả. Tại vì bạn ấy đã có một cái chiêu cuối mà bạn ấy bật cho mình và quay tay rất là nhanh luôn. 340 độ bạn ấy quay tay, ý lộ quay xe, thế là bạn ấy không chết thành công. Ủa, vị tướng râu cơ tem bạn đâu rồi ta? Từ nãy giờ tự dưng chết hết hai mạng. Chết hai mạng cái gọi là AFK luôn hay gì á. Không thấy trong rừng các bạn ơi. Không thấy. Kỳ à. Chắc AFK rồi. Em ra đường giữa luôn. Nó mà ra đây lỡ dở là mình lao vào chiều cuối câm lặng là chết nó luôn đấy các bạn. Thật luôn. Salimusin. Chiu vô đây này. Vô chiu này. Phóng kìa. Wow. Cái này sao đây gì? Mà phóng tớ đúng rồi đấy. Mà phóng trúng vô đấy rồi bạn làm gì tớ. Lại cứ đùa. Đâu có cho bạn AFK này các bạn ạ. Ngoánh cho sấp mặt 02 cái AFK luôn, cây cú AFK luôn. Trời ơi. Thiệt là buồn quá đi à. Ôi, Van Heo ăn mất bùa xanh của tớ rồi. Cái gì? Đúng không các bạn? Đâu có cho bạn AFK rồi, chính xác không? Trời ơi, gặp Hảo đánh cho sấp mặt cái AFK luôn. Kiểu như là cây cú quá AFK ấy. Chết có hai mạng thôi mà đã AFK rồi. Yếu đuối mỏng manh thế. Để mình cà khịa tem bạn đấy coi. Mình biết là AFK rồi nhưng mà mình cũng cố gắng, cố tình mình hỏi chơi đó. Cho tem bạn đã ức chế chơi đó. Trong có rất là ngu nên AFK kìa. Nói đâu các bạn thấy không? Mình nói đâu có sai đâu mà. Đánh cho sấp mặt AFK luôn. Lên cho nó cái vương miệng nha các bạn. Trong trường hợp AFK có rất là nhiều lý do. Có thể lý do là do đồng đội chửi này, có thể lý do là do bị lỗi game này, có thể lý do là do mạng này. Nhưng mà trong cái trường hợp này đỡ ưu chế hả? Trong cái trường hợp này thì mình đoán khả năng là do bị đồng đội chửi hoặc là chửi đồng đội. Đấy, một là đồng đội nó chửi, hai là đồng đội, hai là chửi đồng đội. Ủa ôi, sao con này đánh một phát sát thương chuẩn hình như là một ca mấy đam các bạn nhở? Ghê vậy ta, sao kê vậy, ghê vậy? Cái sát thương màu trắng là sát thương chuẩn đấy các bạn. Đánh một phát con rồng mà một K8 đam sát thương chuẩn luôn. Ác vậy. Sao cao vậy ta?
lao vào lại chém ông mông người thông của má này. Rồi nó mất chiêu cuối rồi, mất chiêu cuối rồi, mất chiêu cuối rồi, chơi nó bạn ơi. Chơi nó bạn ơi, bỏ nó bạn ơi, chơi nó bạn ơi, chém gió vào mông thông vào má này. Một cái pha tính toán như một vị thần của vị tướng Diêu. Vâng, mà ra các bạn không thể ngờ được một cái lướt đi có thể là quá là đặc biệt của vị tướng Diêu. Chờ mất chiêu cuối anh ta lao vào băng trụ. Đấy, khi nào thì gg đấy các cậu. Khi nào thì gg đấy các cậu ơi. Các cậu ơi. Tiếp theo là bé zip của ta. Vâng, hạ cục bé zip của ta trong trụ rất là đặc sắc. Đây là một trong những cái pha xử lý rất hay từ vị tướng Diêu. Úi ôi, đẩy thắng đi à? Không, hai lần băng trụ các bạn ạ. Băng trụ hạ cùng các bạn như nhái luôn. Có gì đâu khó đúng không? Diêu mà. Khi mà Diêu sử dụng chiêu cuối thì trụ đâu có thể làm được cái gì nó. Mình vẫn còn quả cầu băng xương này các bạn. Hello baby. Baby của ta. Chết luôn ạ. Đánh kiểu này là chết luôn á. Cái con tướng mà mình cảm thấy nó băng trụ ngon lành cành đào nhất thì chắc có lẽ là Diêu các bạn ạ. Tại vì khi mà các bạn băng trụ hóng các bé sẽ thường sướng quá trời sướng luôn. Nhưng mà trong trường hợp là tem bạn có một người thì các bạn hãng lên băng trụ nha. Thế tem bạn mà nó có 2-3 người các bạn lao vào là các bạn chết đấy. Sát thương nó chia ra các bạn không thể dồn đủ một mục tiêu được đâu. Kiểu như là nó có một người á thì tất cả toàn bộ sát thương nó dồn vào một mục tiêu. Nhưng mà nó lại hai người thì nó lại sát thương của nó lại chia ra làm hai người. Nếu các bạn dồn không chết trong đấy thì nó đánh mình sấp mặt ở trong trụ luôn đấy chứ. Nhưng mà nếu các bạn biết cách combo thì các bạn có thể gọi là sử dụng cái chiêu 2 các bạn chạy ra liền được. Không có gì khó cả. Cũng hết sức bình thường thôi. Anh em đừng có đánh thắng trụ nha, đừng win nha, để mình solo con tà thần cho các bạn xem này. Chưa full đồ mà mình tà solo tà thần cho các bạn xem luôn cho nó máu lửa. Mới phút thứ 10 thôi đã solo rồi. Solo rồi, cố lên. Cố lên tem bạn, cố lên. Đừng có thắng. Ui giời ơi, chưa kêu làm gì đã thắng cái này rồi. Ghét đấy nhở. Thật là bực mình quá đi à. Một cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Đừng quên cho lại mình một like, một đăng ký kênh và là comment để ủng hộ giúp mình với nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Clip review về của mình đến đây là kết thúc mất rồi. Bye bye.